Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Đồng Nai, đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng. Chúc các bạn may mắn và nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, một like, một đăng ký nha các bạn.